Nước Mỹ buồn. Nhìn chung nước Mỹ lạnh lẽo và u buồn. Đất nước rộng lớn này có 50 tiểu bang, mà mỗi tiểu bang lại rộng gần bằng Việt Nam, nên đường xá vô cùng rộng rãi, thoáng đãng. Thời tiết đang vào cuối thu và mùa đông lạnh giá đang bao trùm đất nước này. Chính vì vậy, khi tôi quay video này vào buổi trưa, nhưng nhìn giống như sáng sớm hoặc chiều tà. Nếu hỏi nước Mỹ có gì vui thì câu trả lời sẽ là không có gì. Bởi chúng ta, những người Việt Nam, đã quen với cuộc sống rộn ràng, nhộn nhịp, đầy ắp những ngày lễ hội, thì nước Mỹ không phù hợp với chúng ta. Cảnh vật im ắng, vắng vẻ thì quả là buồn bã. Người Việt Nam chúng ta sống ở Mỹ phải chấp nhận nỗi buồn cô quạnh để đổi lấy cuộc sống. Đa số người Việt Nam có bạn bè là người Việt Nam trong cộng đồng mình sống, vì thế sự giao lưu tiếp xúc cũng hạn chế. Nếu như ở Việt Nam ra khỏi nhà là có bạn, thì ở Mỹ gói gọn trong những môi trường người Việt Nam như chợ, siêu thị và chùa chiền, cũng như trường học. Ngoài những nơi ấy ra, người Việt Nam hầu như không còn nơi nào khác để kết bạn. Vì lẽ đó, nhiều người Việt Nam sau giờ làm trở về nhà, xem TV, lên mạng hay gọi điện thoại cho ai đó trò chuyện, hoặc lo công việc gia đình, con cái, chứ không la cà như ở Việt Nam. Cứ như thế, cuộc sống của họ trôi qua một cách lặng lẽ, cô quạnh. Nếu ai đó không có gia đình thì càng cảm thấy kinh khủng. Con nít Việt Nam sinh ra ở Mỹ thật đáng thương khi chúng không được hưởng cuộc sống như bao đứa trẻ khác tại Việt Nam. Chúng không biết người bạn hàng xóm, thay vào đó là bốn bức tường trong gia đình, hoặc được cha mẹ gửi cho ai đó trông nom, thì chúng cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, chứ không được leo trèo nghịch phá ngoài sân với bạn bè hàng xóm. Nếu như con nít Việt Nam có trăm trò chơi dân gian, thì con nít Việt Nam ở Mỹ chỉ gói gọn vào máy tính, điện thoại hoặc cùng lắm là mấy đồ chơi mua về từ siêu thị. Nhìn chung, con nít Việt Nam ở Mỹ trầm lắng nhiều vì chúng quá ít để tiếp xúc với đồng loại. Suốt ngày sau giờ học, trở về nhà lại vào phòng đọc sách, xem tivi hoặc vẽ vời, tự chơi một mình rất tội nghiệp. Chúng lớn lên trong buồn bã, nhưng rồi lại quen dần với cảm giác ấy, cho đến khi có dịp về Việt Nam, chúng được tha hồ chạy nhảy, giao tiếp với mọi người. Đó mới là sự hồn nhiên của trẻ thơ, đến độ niềm vui ấy không làm sao dứt đi được cho đến ngày chúng về lại Mỹ. Thank you.
Người Việt Nam chiếm số ít tại Mỹ, nên hầu như gia đình nào cũng mong có nhiều con cho vui. Thường thì họ có ít nhất là hai, để chúng có thể cùng chơi với nhau. Nếu không thì tội nghiệp. Khi đứa bé ấy không có ai chơi chung thì rất dễ sinh ra u uất. Một số gia đình tìm mọi cách để bảo lãnh người thân qua Mỹ cho đông vui và thêm phần ấm cúng, nhưng hầu như người lớn tuổi nào ở Mỹ cũng cảm thấy buồn. Tối ngày chỉ lên YouTube xem phim. Bất hạnh hơn khi những người chỉ có một mình, không có ai chia sẻ, trò chuyện. Đến khi gọi điện thoại cho ai đó thì họ vui mừng và huyên thuyên không muốn dứt. Gia đình người Việt Nam ở Mỹ mỗi khi có dịp tụ tập vào ngày đám tiệc cũng khó đông đủ mọi thành viên. Hòa hoàng lắm mới có mặt đầy đủ. Những lúc ấy họ uống bia rượu với nhau, nhưng lại hạn chế vì còn lái xe về, hoặc chỉ uống rượu vang nhẹ rồi sau đó uống trà, đàm đạo cho hết ngày, cũng là khi họ tỉnh táo đủ để lái xe về. Vào những ngày lễ của người Mỹ, người Việt Nam thường quây quần bên nhau hoặc đi chơi xa, lái xe đi về. Khi đến những nơi đó, họ chỉ tham quan, chụp hình, chứ ít hòa nhập với người Mỹ vì văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Số khác thì lại đến những thành phố đông người Việt để ăn uống hoặc tham quan, chụp hình. Quý vị và các bạn đang xem video về nước Mỹ. Đây là một cao tốc thuộc tiểu bang California, nơi được xem là đông dân nhất và cũng là tiểu bang đắt đỏ nhất, với tên gọi là Golden State, tiểu bang vàng. Vì khí hậu ở đây rất tốt, vào mùa đông không quá lạnh, đến độ đóng băng tuyết như những tiểu bang khác, và vào mùa hè cũng không nóng như sa mạc giống như Texas. Khí hậu California có đặc trưng gần giống với Đà Lạt hoặc Sapa nên thu hút khá nhiều nhân tài đến đây. Những công ty tên tuổi thế giới về mạng xã hội như Google, Facebook, Firefox, Twitter và cả những công ty hàng đầu thế giới như eBay, Uber đều có trụ sở chính
ở California. Điều này khiến giá nhà đất tại tiểu bang này cao gấp đôi các tiểu bang khác. Địa hình ở California rất đa dạng, với nhiều đồi núi, thung lũng, ao hồ và sông, vịnh. Song song với đó là những cây cầu tên tuổi như cầu Golden Gate, cầu Bay Bridge mà những người Việt Nam nào đã đặt chân đến California đều biết. Con người ta sống là nhờ hít thở bầu không khí trong lành, cần thức ăn và nước uống, nhưng chừng đó chưa đủ, con người cần có thức ăn tinh thần, ấy là sự giao tiếp cùng đồng loại, cùng dân tộc và ngôn ngữ. Vậy nên khi sống ở một đất nước xa lạ, chắc chắn những điều ấy khá là xa xỉ với những người ngoại tộc. Chúng ta sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, đã quen với nếp sinh hoạt ở đó, thì khi sống ở một nơi cách nửa vòng trái đất sẽ không tránh khỏi những bất cập trái chiều. Có chăng là sự hấp thu nhanh hay chậm những điều hoàn toàn mới mẻ? Vậy nên hãy lấy niềm vui bằng cách tự tạo trong mỗi người chúng ta để quên đi sự khác biệt văn hóa và môi trường sống. Để kết lại video ngày hôm nay, tôi xin mượn câu nói của một người bạn là: để sống được trên nước Mỹ, chúng ta hãy là những người mất trí nhớ, để không còn hoài niệm về quá khứ Việt Nam, để rồi ngồi đó so sánh hiện tại và quá khứ. Hãy biết chấp nhận cái mình đang có và tạm hài lòng với nó sẽ giúp bạn nguôi ngoai và tìm vui trong cuộc sống nhé.